Hàng trăm chiến sĩ công an tỉnh Đồng Nai đột kích tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại thôn 10, xã Đa Cai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn về phía khu vực cây cối um tùm. Tuy nhiên, lực lượng công an đã chốt chặn, vây bắt và khống chế hơn 130 người. Công an thu giữ trên chiếu bạc hơn 130 triệu đồng cùng hàng trăm triệu đồng trên người các con bạc. Đồng thời thu giữ nhiều ô tô, xe máy các loại và nhiều tang vật khác. Theo lãnh đạo công an Đồng Nai, tụ điểm đánh bạc trên đã hình thành trong thời gian dài. Để tránh bị phát hiện, sới bạc được tổ chức ở khu vực giáp ranh ba tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận và Lâm Đồng. Công an Đồng Nai đã lập chuyên án, tổ chức trinh sát thời gian dài để nắm bắt hoạt động của những người này nhằm tổ chức và vây bắt thành công.